vị, ngay sau đây sẽ là phần tin châu Á của bản tin Cà phê Sài Gòn. Thưa quý vị, rạp chiếu phim Pakistan bắt đầu chiếu lại phim Bollywood vào ngày hôm qua sau 11 tuần tẩy chay vì lý do căng thẳng trong tình hình chính trị và an ninh với Ấn Độ. Sau những căng thẳng lâu dài trong tình hình chính trị và quân đội giữa hai quốc gia có vũ khí hạt nhân này, đỉnh điểm là về vấn đề Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hồi tháng 7. Tình trạng căng thẳng này dâng cao hơn vào hồi tháng 9, sau khi 18 binh lính bị chết trong cuộc tấn công vào doanh trại quân đội Ấn Độ, và Ấn Độ đổ lỗi cho Pakistan về vụ tấn công này. Ngay sau đó, bộ kiểm duyệt của Pakistan đã nhanh chóng cấm phát hành, chiếu những nội dung liên quan tới Ấn Độ và các kênh của Ấn Độ trên hệ thống cáp TV của Pakistan. Ngày mà chúng tôi đưa ra quyết định này, chúng tôi hiểu rõ rằng điều này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến cả hai bên. Việc này không bao giờ thuộc về trách nhiệm của ngành công nghiệp phim. Đó không phải là trò chơi để hủy hoại phía Ấn Độ hay chúng tôi. Các tiêu chuẩn rất khác biệt. Đó là tiền lệ mà bạn tạo ra và là một sai lầm. Đây không phải là cuộc biểu tình hay quan điểm của riêng chúng tôi. Đó là quan điểm của toàn ngành công nghiệp phim. Tuy nhiên, do phim Ấn Độ rất phổ biến ở Pakistan, nên lệnh cấm này ảnh hưởng rất lớn đến các rạp chiếu phim của Pakistan. Nhiều rạp chiếu phim ở Pakistan đã mất đi 80% lượng khách kể từ khi cấm chiếu phim Bollywood tại đây. Song chủ các rạp chiếu phim ở Pakistan cho rằng, ngành công nghiệp này không có ý định sẽ cấm hoàn toàn phim Bollywood ngay từ đầu và họ chỉ gọi là đình chỉ tạm thời. Việc chính phủ Pakistan cho phép chiếu lại phim Ấn Độ là một dấu hiệu đáng mừng, không chỉ cho chính trị hai nước mà còn đối với cả ngành công nghiệp điện ảnh. Thưa quý vị, với 17 công ty niêm yết mới trong phiên giao dịch hôm thứ Hai 19 tháng 12 vừa qua, thì New Silk Road của Trung Quốc đã trở thành sàn chứng khoán đầu tiên trên thế giới thu hút được 10.000 công ty niêm yết, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với tổng danh sách 10.000 công ty niêm yết, New Silk Road của Trung Quốc đã trở thành sàn chứng khoán đầu tiên trên thế giới đạt được con số này. New Silk Road được biết đến là hệ thống giao dịch chứng khoán và báo giá quốc gia chuyên chuyển nhượng cổ phần quốc gia sang các sàn cổ phiếu dài hạn và gây quỹ trực tiếp. Ra đời năm 2006, New Silk Road bước đầu hoạt động như một hệ thống gây quỹ thử nghiệm cho các doanh nghiệp công nghệ cao quy mô nhỏ, không được niêm yết tại Công viên Khoa học Trung Quan Thôn ở Bắc Kinh. Cho đến nay, hệ thống này đã nâng tổng giá trị lên 115,3 tỷ nhân dân tệ thông qua quỹ 2.689 cổ phiếu từ 2.406 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài New Third Board, Trung Quốc còn 3 sàn giao dịch chứng khoán khác, gồm sàn chứng khoán dài hạn First Board, sàn Second Board và sàn Third Board, chuyên gây quỹ cho những doanh nghiệp hoặc không khả thi đối với IPO hoặc bị loại ra khỏi danh sách niêm yết. Một khu công viên giải trí đa văn hóa khổng lồ vừa được mở cửa tại Dubai. Khu công viên quy tụ các sản phẩm giải trí của Hollywood của Mỹ, Bollywood của Ấn Độ, Legoland của hãng đồ chơi Lego và thậm chí là cả một công viên nước. Đây là khu công viên giải trí tích hợp quy mô lớn đầu tiên ở khu vực Trung Đông. Với nhiều hoạt động và loại hình vui chơi giải trí, khu công viên này không chỉ dành riêng cho trẻ em. Mang tên Dubai Park and Resort, khu này bao gồm 3 tiểu khu công viên là Legoland Dubai, có công viên nước, công viên Bollywood và công viên Hollywood. Đây là điểm đến ngập tràn niềm vui. Chúng tôi có 3 công viên giải trí tích hợp cùng một khu, còn có công viên nước, chuỗi mua sắm và ẩm thực lớn và một khách sạn. Đây là nơi rất thú vị cho các gia đình đến tham quan và vui chơi giải trí. Công viên rộng 2,8 km2, mỗi ngày tổ chức hơn 40 hoạt động tương tác để hút khách. Trong giai đoạn mở cửa, công viên đã xây dựng 15.000 mô hình gồm 60 triệu viên Lego trong công viên Legoland. Riêng khu resort có sức chứa 50.000 người mỗi ngày, kinh phí đầu tư cho đến hiện tại lên đến 2,8 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn tiếp theo, công viên giải trí thuộc chuỗi công viên giải trí lớn nhất thế giới là Six Flags sẽ được xây dựng, dự kiến khai trương vào năm 2019. Tổng kinh phí cho các giai đoạn ước tính 3,6 tỷ đô la Mỹ. Các nước phương Tây áp đặt lệnh cấm vận với Nga như là một biện pháp trừng phạt đối với quốc gia này. Tuy nhiên, ngành sản xuất phô mai của nước này thì lại đang được lợi vì cấm vận đã tạo ra cơ hội cho các nhà làm phô mai trong nước. Hội chợ phô mai thường niên lớn nhất nước Nga đang diễn ra tại Moscow. Tại đây, người dân Nga có cơ hội nếm thử mùi vị của đủ loại phô mai. Các nhà sản xuất phô mai của nước này cũng được dịp quảng bá sản phẩm của mình. Cấm vận từ các nước phương Tây càng giúp cho doanh nghiệp nội địa nước này có nhiều cơ hội hơn khi vắng bóng phô mai nhập khẩu. Năm 2014, vụ Nga tuyên bố sở hữu bán đảo Crimea và giao tranh ở miền đông Ukraine đã dẫn đến việc các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt lên hàng loạt cá nhân, quan chức và các lĩnh vực của Nga. Sau đó, Nga cũng đáp trả bằng cấm vận ngược lại với các mặt hàng thực phẩm và nông sản nhập khẩu. Kể từ đó, hầu hết các loại phô mai nổi tiếng của châu Âu biến mất khỏi thị trường Nga, nhưng đổi lại các nhà sản xuất phô mai nội địa chiếm thị phần. Trước đây, chúng tôi không cạnh tranh lại với các nhà làm phô mai của châu Âu, nhưng khi có cấm vận kinh tế thì mọi thứ thay đổi. Chúng tôi có cơ hội mới để bán sản phẩm của mình. Hội chợ phô mai của Nga lần này thu hút 80 nông dân với 120 tấn phô mai đã được bán và trưng bày. Hội chợ kéo dài đến hết tháng 12. Thưa quý vị, quay trở lại với bản tin sau ít phút giải lao, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị các tin tức trong nước ngay sau đây.
Xuất khẩu dệt may khó cán đích mục tiêu 29 tỷ đô la trong năm nay. Giá vé các chuyến vận tải nghịch chiều khách dịp Tết được giảm đến 100%.